Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ 5 năm 2022 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 tới đây. Hội chợ có quy mô 200 gian hàng, trong đó 100 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng của các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, sản phẩm OCOP của tỉnh, 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm cây giống chất lượng cao, 40 gian hàng dành cho sản phẩm đặc trưng đến từ các vùng miền trong cả nước. Trong khuôn khổ hội chợ, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức các sự kiện như hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, hội thi trái cây ngon Bình Phước năm 2022, trưng bày giới thiệu 50 món ăn ngon chế biến từ hạt trái điều. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên đề, tập huấn cho nông dân về thương mại điện tử, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người tham quan hội chợ tìm hiểu, tiếp cận, vận dụng vào sản xuất nông nghiệp. Quý vị thân mến, việc tổ chức hội chợ và hàng nông sản trái cây tỉnh Bình Phước là một sự kiện rất là quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã cùng với các nhà nông là trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu Hội Nông dân tỉnh, cơ quan chủ trì cần chủ động phối hợp với các ngành hữu quan thành phố Đồng Xoài trong công tác chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã tham gia vào các gian hàng.